Đây là cân bằng động vật giá rẻ. Trong thiết kế sử dụng pin đơn giản. Kỹ tải thiết kế đơn giản. Lật dưới cái đây bạn. Đây thiết kế bên dưới gồm 4 cảm biến. Thiết kế bằng khung thép sau bên điện. Kế có gờ dốc. Kích thước là 510 và 1m43. Đây. Đầu cần thiết kế đơn giản bằng 4 phím. Đơn giản nhưng mà tụi bị. Đây là chức năng horn dành cho con động vật. Hòn là giữ số ký. Đây chúng ta vừa nhấn hòn giữ số ký dành cho con động vật.